Xin chào các bác, em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em bán mấy cái hình hoa lan, mấy cái giỏ hoa lan này. Đây là hoàng thảo hương vali này. Đấy, to thấy to. Đây em quý ước là hình số 2 này. Đấy, được mấy chục ngọn này. Đây là hình 500.000 này. Hình số 1. Hình số 1 thì dài lắm các bác. Đây, cái này về các bác chỉ việc treo, không phải làm gì hết, việc treo chăm sóc. Hình số 1 cũng 500 này, nó rất là dài. Đây, có rất là nhiều thân. Đây, hình nhiều lắm. Nó cái loại dài này nó thì hay đẻ ki, nhưng mà ki nó cũng ra hoa được. Đây, từ gốc đến ngọn hơn mét. Hình này cũng 500.000 thì có này. Đấy, em có hai hình to nhất là 500 này. Đây, hình số 3 này là bé hơn tí này. Hình số 3 bé hơn này. Được khoảng 1, 2, 3, 4. Đây, hình số 3 cho các bác xem. Đấy, hình số 3 300. Hình số 3 300. Hình số 3 là 300.000 các bác nhé. Gần chục thân đấy. Hình số 4 200. Hình số 4 này thì được 3-4 thân thôi. Có cái này hơi lỏng này. Cái lỏng này phải buộc dây vào. 4-200. Hình số 5. Hình số 5 cũng 200. Đây. Đấy. Có nghĩa là hình số 4 và số 5 là 200, còn hình số 1 và số 2 là 500. Các bác nhá. Hình số 3 là 300. Đấy, các bác lấy hình gì nào liên hệ em nhá. Để em qua đi xem có cái hàng gì nữa. À, còn cái hình dập gãy này 100 này. Cái này chỉ làm giống thôi. Được có mỗi ngọn, được hai ngọn nhưng mà ngọn này cụt rồi. Được mỗi ngọn này 100 thôi. Đấy, tổng cộng 6 hình các bác nhá. Ngoài ra hôm nay em có ít phi điệp thì thân nù lá nhựa chỉ còn mỗi cái cọng này 700. Đây thì được 2 mầm. Đấy. 2 mầm này 700 này. 24 phân. Đây là hôm duy nhất em bán phi điệp nữa, còn chắc là em không giờ bán phi điệp nữa, em trồng hết. Còn hình này thôi bán 1.800.000 thôi. 2 4 6 8 thân. 1.800.000. Tính ra chỉ hơn 200 thân thôi. Bây giờ kiếm nó ra là hơn 200 thân tơ nữa. Tất cả này thân tơ này. Đây, học vĩ thiên cung thì ra sau học vĩ bắc, nhưng để mấy nữa lở hoa thì em sẽ cho các bác xem. Nó rất là đậm. Nó mới chuẩn là học vĩ thiên cung. Nó sẽ ra sau học vĩ bắc. Cái này là do là bên Thái họ ghép bằng gỗ cho nên là nó toàn bị gập thân nên em bán mãi cũng được. Trong nhà này vẫn có trầm trắng 80.000 một cốc. Trầm trắng chuẩn giống, trầm trắng cánh mai. Bên Thái này có trầm tím cánh mai, trầm trắng cánh mai. Chuẩn lắm. 80.000 một cốc. Số lượng rất là nhiều. Các loại kiếm lai. Kiếm lai như này thì 200 một cốc thôi. Có kiếm Đài Loan là 350 này. Đây. Em tháo cỏ bầu dừa ra để cây nó phát triển nhanh hơn, ra rễ. Đây các bác nhìn rễ này. Đấy. Cái phần rễ ở trong quả dừa này sống lại rồi. Nó sẽ ăn trong quả dừa đấy. Kiếm Đài này 350 một chậu. Các bác mua thì em sẽ tháo ra và em sẽ đóng, em gửi như này này. Đây các bác này. Đấy, em sẽ tháo cái chậu ra cho đỡ lặng, đỡ tiền cước. Các bác về trồng lại chỉ cần trồng bột dừa được không ạ? Kiếm Đài 350.000 một chậu. Kiếm Tiên Vũ là 120 một chậu. Đây. Kiếm được sổ số đây. Đây em về em trồng được một tuần, được hơn chục ngày là nó ra cái mầm mới đây. Càng để thì các bác sẽ càng được hưởng lợi vì nó sẽ càng ra phát triển. Nói chung vào tay em chăm lan thì không phải giỏi, nhưng mà bình thường em chăm cũng khá là tốt rồi. 120.000 một chậu thôi. Một cái mức giá kiếm cực kỳ rẻ. Bản lá thì rất đẹp, ngắn gọn nữa. Phi điệp trắng Thái 300 một cốc.
Trắng thái là lốt lô cuối này không còn trắng thái bán nữa. Trắng thái đẹp hơn trắng đài. À, kiếm xanh, xanh rừng thái đây. 1 triệu một củ đây. Tí này sẽ trồng hết. 1 triệu một củ được một mẹ một con. Tí em trồng hết cho nó tươi xong nó đẻ tiếp để có thể phục vụ các bác được quanh năm. Trầm Lai Phi Điệp ơi. Trầm Lai Phi Điệp chớp mà chả chớp thế nào, bực thật đấy. 300 tôi tính 300 350 một cốc, 300. 300 một cốc. Các bác về chơi phi điệp thành được rồi. 2-3 thân cơ. Các bác đều đẻ kỳ này các này. 300 một cốc. Nó cũng nhiều mặt hoa lắm, đây cho các bác xem mặt này. Đây nó chính ra nó vẫn chớp này, chẳng qua là chớp mờ thôi. Mặt này này. Đấy nhạt hơn. Nói chung là cũng một bông rất là đẹp và thơm rồi. 300. Hoàng nhạn. Hoàng nhạn cũng 300. Hoàng nhạn 4N đây. Đấy có cả giỏ gỗ đẹp lắm. Hoàng nhạn 300 này. Hạt vĩ trắng thì em có mấy cốc này thì thôi. Thôi để em trồng. Em thích hạt vĩ trắng lắm. Thôi để em trồng để sang năm bán cho các bác nhá. Còn ít thì thôi trồng. Đai châu. Đai châu em phun thuốc chống lấm này cho nó lá nó bẩn bẩn này. 30.000 một cốc. Phi điệp lai vôi này 150 một cốc. À đâu, 300 một cốc này. Đấy, nhà em còn 3 cốc đó. Hoa đẹp lắm các bác. Kiều tím 150 một cốc. Đấy. Địa lan thanh ngọc thì em vẫn đấy nhá. Vẫn số lượng nhiều nhá. 90.000 một thân. Còn các loại như là má hồng, má hồng hay còn gọi là hồng hồng thái. Có nghĩa là hoa màu hồng. Nó không phải nó là dòng semi nhưng mà hoa nó là hồng. Nó hoa nó giống giống với cái bông hồng Yên Thủy Hòa Bình. 150 một cốc giống. Giá hạt ESO 50.000 một cốc đây. Đanh lắm các bạn. Cái này khả năng phải bón phân cho ESO để cho lên. Châu Như thì vẫn 100 một cốc. Ám Mắc Cạn 100 một cốc. Kiều này cũng trồng lốt. Trồn semi 600. Kiếm số 3 Thái Lan 300. Còn đây kiếm số 1 cũng 300. Đây. Kiếm số 1 bé nhất này. Trầm Blue Life Phi Điệp thì một chậu được 2 thân. Một thân nào nó cũng thân đấy cũng to lắm các bạn. Đây. Như là phi điệp rừng luôn. Ngoài chưa có mặt hoa thì em chưa chưa ấy, chứ nếu mà ra hoa thì em chắc được giá hơn đấy. Đây này, các bác thử xem người ta trồng lan kiểu gì mà từ bé ăn lớn mà cái này bán có 300 được 2 thân. Ra vườn không còn gì nữa. Vườn thì có tổ quạ. Địa lan Mạc Xuân này có này. 80.000 một cân. Lấy từ 10 cân là 60.000. Tổ quạ 15.000. Tổ quạ trồng thân thòng đấy. Các bác cho mua một cái chậu cho đây này, ông trồng thân thòng ở trên này. Ông treo lên. Đấy. Thì các bác đỡ phải mất cái công buộc lẹp vào. Lẹp vào tổ quạ, chọc vào tổ quạ đau nó. Lẹp vào cái chậu thôi. Đây em để một cái mái nhà để cho nó khô để gửi cho bác nó nhẹ cước hơn, nó không nặng quá. Khổ các bác. Kiếm Tiên Vũ thì bắt đầu em bán rồi các bạn. 150.000 một cân, lá bắt đầu đanh cứng rồi. Các bác, nếu các bác đặt mua thì các bác nói là kiếm Tiên Vũ rừng nhá. 150 một cân, đây lá đanh hết rồi. Đấy, hầu như là cái gì em về em chăm sóc một thời gian là lại ngon hết đấy mà. Đấy. Tất cả những cái lá rụng rụng hết rồi. Đây, 150 một cân kiếm Tiên Vũ nhá. Đây lá bây giờ cứng săn chắc hết rồi. Khỏe rồi. Khỏe rồi các bạn. Bán nhanh để cho các bác về, các bạn sổ hoa bởi vì hàng này cũng là hàng rừng thôi, em núp em khai thác về cũng là hàng rừng đây. Dễ bắt đầu ra đây.
Em lấy từ rừng về cho nên là em còn chưa sổ số, em chưa biết gì. Hôm đấy về nó gần chết rồi, em trồng lại, bây giờ lại sống lại. Ngon thật đấy. Đấy. Đó, lấy thì 150 một cân. Gọi là các bác phải gọi điện cho bọn em là Tiên Vũ rừng nhé. Không nhầm thành Tiên Vũ Thái. Đây, kiếm đài thì vẫn trồng càng ngày càng phát triển đây. Bắt đầu đẻ mầm đây. Đấy. Thoải mái phục vụ bác quanh năm. Bây giờ em biết cách để làm cho kiếm nó luôn tươi tốt và đẻ ra mà vẫn giữ giá cho bác. Rồi, em cảm ơn ạ.